Ngày 22 tháng 5, Công an thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh cho biết, đơn vị đang củng cố hồ sơ để xử lý hai thiếu niên vì cần tiền chơi game nên đã giả danh công an đi thu tiền của nhiều hộ dân. Trước đó khoảng 11 giờ 30 phút ngày 21 tháng 5, Công an phường Hiệp Ninh, thành phố Tây Ninh nhận được tin báo của ông Mã Thanh Hải là chủ tiệm cầm đồ Thành Đạt ở khu phố Hiệp Lễ, phường Hiệp Ninh về việc có hai người đến kiểm tra cơ sở, trong đó có một người mặc sắc phục công an nhân dân và một người mặc đồ thường có biểu hiện nghi vấn. Ngay lập tức, Công an phường Hiệp Ninh đã cử lực lượng đến kiểm tra và mời hai đối tượng trên về trụ sở làm việc. Tại đây, công an đã làm rõ người mặc trang phục công an nhân dân là Nguyễn Trần Minh Khang, 15 tuổi, trú tại huyện Dương Minh Châu và Huỳnh Thanh Trọng, 17 tuổi, trú tại thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh. Hai thiếu niên khai nhận do cần tiền chơi game nên Khang đã nảy sinh ý định mua đồ công an để đi kiểm tra các cơ sở và thu tiền. Sau khi mua đủ trang phục công an, ngày 21 tháng 5, An mặc đồ công an hệ an ninh cùng Trọng đi đến ba hộ dân ở địa bàn xã Bầu Năng, huyện Dương Minh Châu kiểm tra lấy lý do thu tiền làm đường. Tại đây, Khang và Trọng đã thu được 200.000 đồng của hai hộ dân. Đến 11 giờ 30 phút cùng ngày, cả hai đến dịch vụ cầm đồ Thành Đạt kiểm tra các giấy tờ và định thu tiền thì bị phát hiện và bị bắt giữ.